Thanh Hóa hiện có 4.351 tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi tổ có từ 3 đến 9 thành viên với lực lượng nòng cốt là bí thư tri bộ cấp thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đoàn thanh niên, doanh nghiệp viễn thông. Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, gần dân sát dân và là cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh đến cơ sở. Sau hơn 2 năm triển khai, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ tích cực công tác chuyển đổi số tại địa phương, góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình người dân. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, các ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công để tương tác với chính quyền và tạo nhóm mạng xã hội Zalo bao gồm tất cả các hộ gia đình, người dân trong thôn bản, tổ dân phố và phổ cập kỹ năng số đến người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn tỉnh đã năng động sáng tạo nhiều cách làm hay, nổi bật nhằm cụ thể hóa quan điểm chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phát triển kinh tế số, từng bước xây dựng xã hội số, hình thành công dân số.